Bảy đại kỵ đi lễ chùa đầu năm, càng đi càng mang tội, cả năm xui xẻo triền miên. Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về phong thủy, tâm linh và Phật pháp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị và các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Kính thưa quý vị, đi lễ chùa đầu năm là một phong tục đã có từ ngàn đời xưa của người dân Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, trong những ngày đầu tiên của năm mới, mọi người nên đi lễ chùa đầu năm vào những ngày này để cầu bình an, gặp nhiều may mắn trong việc làm ăn, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, việc đi lễ chùa đầu năm vào dịp Tết cũng sẽ là tượng trưng cho sự mong cầu một năm gặp nhiều may mắn thành đạt. Không những vậy, đi lễ chùa đầu năm còn là một nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, là dịp để vun đắp cho tinh thần của người Việt thêm trân trọng những giá trị cội nguồn. Về nơi cửa Phật, lòng người sẽ lắng lại, thanh thản, nhẹ nhàng và bình yên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết được những điều cần làm và những điều cần phải kiêng kỵ khi đi lễ chùa đầu năm. Nhiều người còn truyền tay nhau về việc đi chùa cần làm gì, cúng bái như thế nào, rồi bắt chước theo nhau mà không hiểu được hết ý nghĩa của những việc này, thậm chí có thể phạm phải những đại kỵ trong đạo Phật. Từ đó mà những lời cầu nguyện không thể linh ứng, có thể kéo theo những vận hạn xui rủi, đau ốm triền miên. Cụ thể, đó là những điều cần kiêng kỵ nào khi đi lễ chùa đầu năm, càng cúng càng mang tội. Hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu qua video ngay sau đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào thực tế đi lễ chùa ở Việt Nam. Có thể thấy rằng, các ngôi chùa lớn, những địa điểm tâm linh nổi tiếng như Phủ Tây Hồ, Chùa Hà, Chùa Hương, Đền Bà Chúa Kho, Chùa Bái Đính, Đền Trần, Đền Ông Hoàng Bảy, Đền Ông Hoàng Mười, và những ngày lễ Tết đều đông nghẹt ô tô xe máy, người dẫm lên người, lễ chồng lễ, vàng mã cháy suốt đêm ngày, tiền lẻ thì rải khắp nơi nơi. Đặc biệt là ở Chùa Dâu, nơi được coi là thanh tịnh, sâu lắng để tìm về cõi Phật, thì tiền lẻ lại rải đầy trong lòng chiếc giếng cổ kính giữa sân chùa. Hay như tại các bến nghỉ ở sân Chùa Hương, cáp treo chỉ dừng lại vài giây thôi, nhưng người đi lễ chùa vẫn kịp giải những tờ tiền lẻ các loại mệnh giá khác nhau, rơi lả tả như lá rụng mùa thu. Kỳ lạ hơn là rất nhiều người đi lễ chùa vo tròn những đồng tiền lẻ mệnh giá 500, 1.000, 2.000 nhét vào mọi khe đá, hang động, bịt hết mọi lỗ thở của những khối thạch nhũ tuyệt đẹp. Những hình ảnh hỗn loạn, xô bồ, chặt chém, mất cắp nơi cửa chùa thanh tịnh không hiếm hoi có thể bắt gặp mỗi ngày. Nếu quý vị thường xuyên đi chùa thì sẽ nhận ra bất cứ ngôi đền chùa lớn nhỏ nào ở khu vực miền Bắc đều thấy cảnh tràn lan lễ lạt vàng mã, tiền lẻ thì rải đầy các ban thờ xuống nền đất, cắm vào đầu, vào tay Phật một cách phản cảm. Chúng ta đều biết rằng đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhưng hiện nay, nét đẹp ấy đang dần bị biến tướng. Việc người người đổ xô đi chùa quá nhiều, đồ lễ thì không có quy tắc chuẩn hóa nào làm chuẩn, nên ai thích cúng gì thì cúng, lễ bái thế nào thì lễ bái. Đặc biệt là việc đốt vàng mã một cách không kiểm soát và lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường sống và sự linh thiêng chốn cửa Phật. Sau đây là 7 điều cấm kỵ khi đi lễ chùa đầu năm mà ai cũng cần phải tránh, kẻo mang tội bất kính với bề trên. Thứ nhất, không mang cành lộc ở chùa về thờ. Đối với người dân Việt Nam, thói quen đi lễ chùa thì phải xin lộc đầu năm đã trở thành một trong những phong tục ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân. Ai cũng mong muốn đến được đất Phật để cầu mong may mắn, hái lộc đầu xuân để cầu tài, cầu danh, cầu lộc. Người Việt Nam còn tin rằng đi lễ chùa đầu năm không chỉ đơn giản là để bày tỏ ước nguyện, mà còn là thời gian để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại sau lưng bao vất vả, bộn bề trong cuộc sống mưu sinh thường nhật.
đối với người dân miền Bắc, khi đi lễ chùa, người ta thường phải mang theo các đồ lễ vật, hương hoa để dâng cúng lên bề trên. Theo thông lệ, mâm lễ dâng cúng thường bao gồm hương hoa, tiền vàng và một tờ sớ viết bằng chữ nho, ghi tên tuổi, địa chỉ của gia chủ và các thành viên trong gia đình để cầu mong bề trên ban cho một năm vạn sự như ý, hanh thông thuận lợi. Lễ xong, người đi lễ thường xin nhà chùa một thứ gì đó để làm lộc đầu năm, ví dụ như cành vàng lá ngọc, bánh kẹo, bao diêm bật lửa hoặc đồ vừa dâng cúng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy tâm linh chia sẻ, không phải cứ xin lộc ở chùa về nhà thì sẽ mang được những may mắn cho gia chủ. Bàn thờ gia tiên là nơi trang nghiêm, cần giữ gìn sạch sẽ, thanh tịnh. Việc đặt những lộc mang ở chùa về nhà sẽ khiến cho không gian thờ cúng bí bách, không hợp phong thủy bàn thờ, làm xáo trộn các trường năng lượng tốt trên không gian thờ cúng, từ đó gây ra phản ứng ngược, tài vận của gia đình bị cản trở, khó phát triển, những điều tốt lành sẽ không thể nào đến được với gia chủ. Bên cạnh đó, không nên tự ý lấy những đồ vật ở chùa về làm của riêng. Đức Phật cảnh báo chúng ta rằng, trộm cắp ở ban Tam Bảo là tội nặng nhất, vì chủ nhân của Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng ở khắp Pháp giới. Một khi đã phạm tội trộm cắp đồ vật ở đó thì khó có thể đền tội được. Kinh Phật dạy rằng, các tội khác dù con có nặng đến đâu, chư Phật Bồ Tát đều có thể cứu độ. Nhưng nếu như con trộm cắp ở ban Tam Bảo thì chư Phật mười phương ba đời cũng không thể cứu độ được con. Vì vậy, khi có dịp đi đến chùa chiền hay đạo tràng, chúng ta phải luôn luôn lưu tâm, dù chỉ là cây kim, sợi chỉ, mảnh giấy cũng không nên lấy trộm. Nếu chúng ta sử dụng điện, chúng ta phải trả tiền điện. Nếu chúng ta sử dụng điện thoại ở chùa thì phải trả tiền điện thoại cho chùa. Nếu lãng phí nước và điện thì đó cũng quy vào hành vi trộm cắp. Vì vậy, chúng ta phải chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất khi đi lễ chùa. Thứ hai, không đặt tiền công đức, tiền lẻ lên tượng Phật. Việc giải tiền lẻ, nhét tiền lẻ vào tay tượng Phật được xem là hành động tối kỵ và sai hoàn toàn giáo lý nhà Phật, bởi vì Phật không cần những thứ đó. Thực tế, việc đặt tiền lẻ lên bàn thờ hoặc cho vào hòm công đức ban đầu xuất phát từ ý nghĩa rất nhân văn. Đó là giúp đỡ nhà chùa có tiền nhang đèn và tu sửa chùa được khang trang hơn. Nhưng việc đặt tiền lên bệ thờ, bát hương, tháp chuông, thậm chí là gài tiền khắp trên thân tượng Phật, cả đầu, mũi, miệng, tay của tượng Phật là một biểu hiện suy thoái về tín ngưỡng tâm linh. Các cụ xưa vẫn có câu Phật tại tâm, cho nên việc làm của nhiều người dân hiện nay đang tạo ra một hình ảnh phản cảm về tín ngưỡng và không có văn hóa. Những đồng tiền lẻ rơi đầy bệ tượng, chân tượng, cá biệt có người còn vơ tiền rồi lẩm nhẩm con xin lộc ạ. Tất cả những hiện tượng đó tạo nên một hình ảnh không đẹp đẽ. Nhiều đền, chùa đã có để sẵn hòm công đức, nhưng tất cả mọi người hình như cứ thích phải dí vào tận tay tượng Phật chứ không muốn âm thầm cúng tiến, như một cách để hối lộ Đức Phật ban phát tài lộc. Người ta nhét tiền vào tay Phật như một sự đảm bảo: đây, con cúng cho ngài tiền, ngài phải bảo hộ con tai qua nạn khỏi, làm ăn phát tài nhé, ngài nhận tiền rồi nhé. Ở nhiều chốn tâm linh, người ta còn nhét tiền lẻ vào tay La Hán, xoa tiền vào bụng Phật Di Lặc, mong sẽ được nhiều tài, nhiều lộc. Nhưng thực chất, đó là hành vi mê tín, dị đoan, cực kỳ phản cảm, sai đạo lý nhà Phật. Thần Phật là những đấng giác ngộ, đã ra khỏi vòng danh lợi, liệu có thể động lòng trước những đồng tiền lẻ kia hay không? Chẳng lẽ cúng tiến chút tiền lẻ ấy là có thể sai khiến được thần Phật hay sao? Chỉ có những thứ tà linh, loạn quỷ bát nháo mới có thể giúp được họ thôi, vì những thứ ấy vốn cũng thường đi lại, ẩn nấp trong đền chùa, nhiều vô kể. Chỉ có chúng mới có thể động lòng tham với những món lễ vật kia mà thôi. Thứ ba, không cúng đồ mặn. Theo quan điểm truyền thống của đạo Phật, đặc biệt là dòng tu Đại Thừa ở miền Bắc Việt Nam, đã dâng lễ lên chùa
thì chỉ được cúng đồ chay, không được cúng đồ mặn. Đây là điều tuyệt đối cấm kỵ, có thể xúc phạm đến bề trên mà đắc tội. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quan niệm rằng mâm cúng càng thịnh soạn thì càng chứng tỏ được lòng thành, Đức Phật sẽ càng dễ phù hộ độ trì mà ban phát tài lộc. Vì vậy, họ dâng cả gà, lợn lên bàn thờ Phật ở chùa. Việc sắm sửa lễ mặn thực ra chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ tự các vị thánh, mẫu và chỉ được dâng ở đó mà thôi. Tuyệt đối không được dâng đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng lễ chay, tịnh như hương, hoa, quả chín, oản phẩm, xôi chè. Thứ tư, không đốt vàng mã khi đi chùa. Đốt vàng mã thực chất chỉ là tín ngưỡng xa xưa, hoàn toàn không có trong giáo lý Phật giáo. Trong các kinh sách Phật giáo đều không đề cập đến việc đốt vàng mã. Tất cả hệ phái Phật giáo nguyên thủy tại Ấn Độ, Thái Lan, Sri Lanka, Tích Lan đều không có tục đốt vàng mã. Do vậy, việc đốt vàng mã hoàn toàn không phải là mỹ tục trong văn hóa của người Việt, không phù hợp với tinh thần đạo Phật, mà chỉ là sự bắt chước một cách vô thức tín ngưỡng Trung Quốc xa xưa. Ngày nay, việc đốt vàng mã đã không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Việc người dân bắt chước, lạm dụng đốt vàng mã mà không hiểu bản chất chính là biểu hiện của mê tín dị đoan. Đặc biệt, đốt vàng mã gây ra lãng phí lớn về của cải vật chất khi người dân dùng tiền thật để mua vàng mã rồi lại đem đi đốt. Chưa kể, tổng số giấy dùng để tạo ra vàng mã nếu quy thành tiền mặt là một con số không hề nhỏ, trong khi xã hội vẫn còn nhiều người thiếu ăn, thiếu mặc. Do vậy, việc đốt vàng mã cần phải hạn chế dần dần, tiến tới loại bỏ triệt để. Thứ năm, không mua các loại bùa chú ở chùa. Khi đi lễ chùa đầu năm, rất nhiều nơi bày bán các loại bùa chú dị thường với những lời quảng cáo là có tác dụng thu hút sự may mắn. Tuy nhiên, điều này bị xem là một hình thức mê tín lừa đảo, thậm chí có thể rước họa vào thân, hao tài tốn của, mang về những điều không hay cho gia đình. Chưa kể đến, khi chúng ta sử dụng bùa chú thì sẽ ỷ lại vào lá bùa và không còn thiết tha làm phước, không bao giờ quan tâm đến luật nhân quả, đến phước đức, đến sự trả vay của đạo Phật. Đệ tử một ông thầy bùa thường hay dùng phép thuật can thiệp vào đời sống của con người. Họ là những người ít tin vào luật nhân quả, không chịu làm phước, không chịu trau dồi đạo đức, vì luôn ỷ lại là có người thầy viết bùa chú thay đổi số phận từ tối sang sáng. Chính sự ỷ lại đó sẽ giết chết họ ngay trong kiếp này và vô lượng kiếp khác. Thứ sáu, không ăn mặc hở hang, quần đùi, áo cọc, váy ngắn khi đi chùa. Điều này được coi là báng bổ thần linh, gây mất mỹ quan trong không gian thờ cúng linh thiêng, thanh tịnh nơi cửa chùa. Quý vị cần tuyệt đối tránh, không nên mặc các trang phục hở hang, lố lăng, váy ngắn mà xúc phạm đến chốn uy linh, dễ bị quở trách. Thường thì nhiều người cho rằng dịp đầu năm là cơ hội để trưng diện, với tâm lý tranh thủ mặc đẹp để khỏi mất cơ hội được khoe với mọi người, nên cứ vô tư mặc những bộ quần áo phản cảm khi đi chùa. Những người đi lễ chùa này theo lối tranh thủ, nhất cử lưỡng tiện sẽ làm ảnh hưởng đến những người đi lễ toàn tâm, toàn ý. Sự hở hang, khêu gợi, loè loẹt gây phản cảm sẽ làm nhức nhối cho những người bên cạnh, cho không khí thờ cúng chung quanh. Tôn trọng cái chung là văn hóa, phá vỡ cái chung là thiếu văn hóa, thậm chí là vô văn hóa. Thứ bảy, khi vào điện Tam Bảo lễ bái Phật, nên nhớ tuyệt đối không mang theo đồ đạc linh kỉnh như túi sách, quần áo, khăn, gậy gộc. Nếu bạn vô tình đặt những đồ vật cá nhân hay những vật dụng này trên bàn, tại chiếu hoặc để ở một góc Tam Bảo, thì sau này mọi công quả tu dưỡng đều sẽ tan biến hết. Vì vậy, khi đi lễ chùa, ta nên hạn chế mang quá nhiều tư trang, nhất là khi đi vào hành lễ ở điện Tam Bảo. Ngoài ra, cũng không nên và hạn chế tối đa việc để trẻ em chạy nghịch ngợm, nô đùa ầm ĩ trong khu vực Tam Bảo, hay để mặc chúng nghịch phá đồ cúng tế, đưa tay sờ tượng Phật.
Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn 7 đại kỵ đi lễ chùa đầu năm. Càng đi chùa càng mang tội, cả năm xui xẻo triền miên. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.